Em chào cả nhà nha. Hôm nay em ăn chân gà sốt Thái, em mời cả nhà ăn cùng với em nha. Chân gà rút xương nha cả nhà. Em trộn với xoài nha cả nhà ơi. Ăn với xoài chứ cả nhà. Cái chua ngọt ngọt. Em ăn chân gà. Chân gà nó giòn nha. Em luộc xong rồi em cho vào thau nước đá cả nhà. Nên là giờ chân gà nó giòn ăn ngon. Nhìn ngon nha cả nhà. Chân gà rút xương này cả nhà, ngoài sốt Thái ra còn làm được cái gì ngon nữa cả nhà comment cho em biết đấy nha. Em chỉ biết sốt Thái ăn ngon hơn chứ ngoài ra em không biết là ăn làm cái kiểu gì ăn ngon hơn nữa luôn á. Em món này á, ăn vặt cũng ngon mà làm mồi nhậu cũng ngon cả nhà nhỉ. Người ta nói xoài Thái không có chua mà. Em mua xoài Thái để em trộn mà nó chua quá cả nhà. Cả nhà ơi, video của em đến đây đã kết thúc rồi nha. Em cảm ơn cả nhà theo dõi video của em nhé. Mọi người yêu quý em thì cho em một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé cả nhà. Hẹn và gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.